Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài thi giữa học kỳ 1 môn giáo dục công dân lớp 7. Đầu tiên là giới hạn ôn tập. Chúng ta sẽ có 3 bài. Bài 1, tự hào về truyền thống quê hương. Bài 2, quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Bài 3, học tập tự giác tích cực. Về cấu trúc của đề thi thì sẽ có 2 phần. Phần 1, phần trắc nghiệm, 12 câu tương ứng 3 điểm. Phần tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng hình dung lại kiến thức của 3 bài trong nội dung ôn tập nhé. Đầu tiên là bài 1, tự hào về truyền thống quê hương. Ở bài này các em phải nắm được truyền thống quê hương là gì, kể được một số truyền thống cơ bản. Trách nhiệm của chúng ta trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương. Bài 2, quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Chúng ta phải hiểu được quan tâm là gì, cảm thông là gì và chia sẻ là gì. Nêu được biểu hiện của người biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ. Ý nghĩa của việc quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Cách rèn luyện. Bài 3, học tập tự giác tích cực. Các em phải hiểu được thế nào là học tập tự giác tích cực. Biểu hiện của người học tập tự giác tích cực. Ý nghĩa, cách rèn luyện. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập để nắm vững lại kiến thức và để xem chúng ta đã nắm kiến thức được tới đâu. Đầu tiên là phần trắc nghiệm. Câu 1. Dệt lụa là nghề truyền thống của cư dân ở địa phương nào sau đây? A. Làng Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. B. Làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. C. Làng Vòng, Cầu Giấy, Hà Nội. D. Làng Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa. Và đáp án chính xác của chúng ta là câu A. Làng Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Các em nhé. Câu 2. Nội dung nào dưới đây là hủ tục của quê hương cần được xóa bỏ? A. Tương thân tương ái. B. Tổ chức ma chay linh đình. C. Hiếu học. D. Tôn sư trọng đạo. Đáp án của chúng ta chính là câu B. Câu 3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong khái niệm sau đây. Chấm chấm chấm. Là sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn, theo khả năng của mình. A. Quan tâm. B. Cảm thông. C. Chia sẻ. D. Yêu thương. Và đáp án của chúng ta chính là C. Chia sẻ. Câu 4. Học tập tự giác tích cực sẽ mang đến cho chúng ta lợi ích nào sau đây? A. Gặt hái được nhiều thành công. B. Kết quả học tập sa sút. C. Bị mọi người kỳ thị coi thường. D. Sự xa lánh cô lập của bạn bè. Và đương nhiên, đáp án trả lời chính là câu A. Gặt hái được nhiều thành công trong học tập. Câu 5. Chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra là nội dung của khái niệm nào dưới đây? A. Siêng năng kiên trì. B. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ. C. Học tập tích cực tự giác. D. Cần cù lao động. Đáp án của chúng ta chính là đáp án C. Học tập tích cực tự giác. Câu 6. Hành động nào dưới đây là biểu hiện của học tập tự giác tích cực? A. Xác định đúng mục đích học tập. B. Thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ học. C. Không làm bài về nhà. D. Chép bài của bạn để đạt điểm cao. Đáp án chính xác là đáp án A. Xác định đúng mục đích học tập. Ngoài ra cô sẽ cho các bạn thêm những câu hỏi tình huống để chúng ta tập cách ứng xử. Câu hỏi 1. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau đây để thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ với mọi người xung quanh? Phần này các em sẽ lấy giấy nháp ra để làm.
Trong tiết học sau thì cô trò chúng ta sẽ cùng trao đổi để có được cái đáp án tốt nhất nha. Bạn của em có chuyện buồn. Trường em phát động phong trào Tết vì người nghèo. Câu hỏi số 2. Tại sao chúng ta cần học tập tự giác tích cực? Nêu hai việc làm thể hiện bản thân em đã có tính tự giác tích cực trong học tập. Viết hai câu ca dao tục ngữ hoặc là danh ngôn nói về tinh thần học tập tự giác tích cực. Câu hỏi số 3. Phát hiện truyền thống đáng quý của đất nước Việt Nam qua câu ca dao ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Nêu một việc làm của bản thân để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp này. Câu hỏi số 4. Phát hiện truyền thống đáng quý của đất nước Việt Nam qua câu ca dao muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy. Và nêu một việc làm của bản thân em để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp này. Chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả tốt nhất. Cô chào các em.